chim nha. Thank you.
rồi khít luôn. Y chỗ này luôn. Cái hình nhỏ quá mình có thể tự do sáng tạo, mình cắt đôi nó ra. Thì tách chữ của cái này từ cái miếng bự bự nào ở bên rồi. Thì cắt nó ra. Bạn kiếm vẫn có 25 bạn xem. Trời ơi.
mặt khóc thôi nhưng thank you.